Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nếu mà tình yêu là phải bồi hồi, phải rạo rực thì em mới bắt chọn chơi với em, nghĩ chơi với bạn gái kia. Khi mình đã xác định yêu thì yêu mãnh liệt lắm, chứ chiến tranh lạnh không có nhìn mặt nhau rồi. Chương trình Vợ Chồng Son dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi TV của Nhật Bản. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Con chào cô Hồng Vân. Con chào anh Quốc Thận. Thì hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Thùy Dương, thì công việc của em là diễn viên. Em năm nay là 29. 29 cái xuân xanh. Dạ. Còn em là Đăng Duy, hiện nay công việc của em là đạo diễn âm nhạc. Năm nay em 30 tuổi. Dạ. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em học chung trong trường sân khấu điện ảnh. Hồi xưa bạn nhỏ xíu hả, mình dây nữa mà cao chắc tầm cỡ 1m6, cho nên mình nghĩ là sao một cái cậu bé như vậy mà lại thi đậu vô trường. Em nghĩ là cậu bé nhìn y như 16 tuổi vậy đó. Thì cái ấn tượng của em là em thấy tội nghiệp quá à, nhỏ xíu như vậy rồi vô đây học diễn viên rồi sao ra đời cạnh tranh được. Lúc đó là em thi mục đích là làm diễn viên hả? Dạ, thật ra ngay từ đầu là cũng không có xác định được là mình thích cái gì. Mẹ lại muốn con thì được vào cái công việc đó, nó ăn mặc đẹp đẽ. Đó thì mẹ mới quyết là cho vào học diễn viên. Khi mà tiếp xúc với Lê Dương đầu tiên á, thì trong lớp rất nhiều nam thanh nữ tú, thì tự nhiên bật ra một cái cô ăn mặc theo phong cách người Hà Nội, nhưng mà buộc tóc hai bính nào cũng tưng 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 tưng. Mọi người hay nói Dương là nhanh nhảnh, nhưng mà thật ra cái thời điểm bây giờ thì người ta kêu là hơi dễ hơi. Có nghĩa là hai bạn rất là ấn tượng đúng không? Trong mắt bạn này thì bạn này như một cậu bé, còn trong mắt của bạn này thì bạn này là một cái gì đó nó hơi không bình thường. Chứ mà thành vợ thành chồng hay thiệt đấy chứ. Đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ thì lúc đó con cũng đồng ý quen thử coi làm sao đó. Nhưng mà quen vậy chứ 3-7-21 ngày là chia tay. Xong rồi lại quen lại rồi 3-7-21 ngày chia tay. Có nghĩa là giận thường xuyên. Dạ giận thường xuyên. Mà có một đặc biệt là hai chồng cháu giống như có cái huôn rồi đó. Là tới sinh nhật cháu là chia tay. Vậy có khi nào mà giận em bởi vì ghen không? Dạ có. Yêu nhau khoảng 2-3 gì đó. Cũng là bạn nữ khác. Đang nhà học thì bạn ấy mệt đó, bạn ấy ngồi tựa em cái bạn này thấy về nhà giận cái chia tay. Rồi sau đó em mới giải thích là nói chỉ là một người bạn bình thường thôi, người ta mệt thì người ta dựa thôi, mình không có ý gì là không. Em không có thích sự va chạm. Rồi sao nữa? Thì em mới bắt chọn chơi với em, nghĩ chơi với bạn gái kia. Rồi có cái lần nào mà Dương mà giận dữ dằn, Duy phải làm một cái gì đó, nó động thái của Duy nó phải lớn hơn nữa kìa. Sau khi 8 năm quen nhau rồi, em mới thấy là ủa, có phải là tình yêu hay không? Nếu mà tình yêu là phải bồi hồi, phải rạo rực, phải hồi hộp khi mà nghĩ về nhau, phải như thế nào đó. Còn đây em cảm thấy ở bên cạnh ảnh em rất là yên bình, rất là thanh thản. Em sợ là mình đang bị ngộ nhận. Đó thì lúc đó là tụi em có hùm tiền để mà làm một cái dự án. Thì cái dự án nó thất bại, nhiều lý do nó chồng chồng lên, cái làm em điên lên. Cái em cứ cầm ràm. Đó gì sao? Cái công ty bị phá sản, Dương lại cầm ràm nhiều thứ nó dồn lại, cho nên Duy cảm thấy bị test quá nặng. Em không thích chia tay. Lần đó là lần đầu tiên em nói chia tay trong 8 năm yêu nhau. Vậy thì cảm xúc của Dương lúc đó như thế nào? Tại vì trước đó là em đã cảm thấy rằng là chắc là hết tình yêu rồi, cho nên mình nghĩ là thôi chia tay đi, hai đứa còn trẻ thì còn nhiều thứ để tập trung lo hơn. Thế là em cũng đồng ý. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá. Thấy tự do đã trở lại. Từ bây giờ em được sống với chính mình rồi đó. Qua ngày thứ hai bắt đầu là thời gian mình dành cho những người bạn thân của mình. Tại vì thời gian mà mình chơi với ảnh là mình bỏ bạn thân mình qua một bên. Xong qua ngày thứ ba bắt đầu thấy thiếu thấy sao kỳ kỳ, sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh trơn á. Tại vì ảnh được cái ảnh chu đáo lắm. Chai dầu gội đầu cũng của ảnh mua cho. Rồi cái lượt đâu cũng thấy hình ảnh của người ấy. Dừng lại chút xíu nữa, đó là cảm xúc ngày thứ tư của Dương. Còn Duy, cảm xúc ngày thứ tư của Cưng sao? Khi mình đã xác định yêu thì yêu mãnh liệt lắm. Nhưng mà một khi mà đã chia tay rồi thì gần như là xóa hết những cảm xúc. Ngày thứ năm thì Dương sao con? Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá. Con nghĩ giờ sao ta? Thì cái câu hỏi đó nó lớn qua ngày thứ sáu. Cái con mới thấy là vậy là mình
còn yêu không. Sao mình nhớ hoài vậy? Cái con ráng con chống chế là thôi chắc là do thói quen á. Thói quen nên mới vậy thôi. Rồi từ từ đi, để mà từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian. Qua ngày thứ 7 thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi giờ sao? Nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Rồi đến ngày thứ mấy thì? Dạ thì cũng trong ngày thứ 7 đó luôn. Thì mọi người mới bày cho con cách là giờ con giả định. Lúc đó con đang nằm coi phim ở nhà thì có gọi đi, một cô gọi điện thoại. Dương nó quay phim nó mệt quá, nó nằm xỉu ở đồng phim nè. Bây giờ có cách nào gọi điện thoại cho người nhà hay là giờ nên sao giờ không biết nữa. Cứ nói dài dài được rồi, để em chạy lên. Thấy đang nằm một đống thì sức dầu rồi massage đầu. Thì tự nhiên thấy nhìn con này khóc. Coi như em mắt nhắm mà lệ rơi đó. Rồi sau đó là cưới, quyết định cưới luôn. Bây giờ hai vợ chồng á là ai là cái người mà nắm giữ tiền? Tiền anh xài, tiền em xài. Nhưng mà sau đó có những cái khoản chung thì hùng lại để trả. Tại vì bạn này rất là nhạy cảm về tiền. Đụng tới vấn đề tiền là bạn này giống đụng tới sinh mạng vậy đó. Diễn nhảy lên đúng không? Bạn này là bạn tính rất là bo. Còn em thì ngược lại, em rất là thoải mái. Đàn ông đa phần là gì? Thực ra nếu mà hai người đều hào phóng giống nhau thì chết. Dạ. Nó là tan nát. Dương đã giao kèo với Dương ngay từ đầu. Khi lo hết mọi thứ ở trong nhà. Như là Dương chỉ cần bình thường, sống vui vẻ là được rồi. Đừng có gây thêm căng thẳng là vui rồi. Còn như bạn này thì không có thích bình thường. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có lần nào mà bất bình thường mà nặng đô? Dạ có. Dẫn đến là cái đơn ly dị vẫn còn để ở nhà nằm hoài tới bây giờ. Quá. Wow. À, dạ. Như là hai em đã có nghĩ đến cái chuyện ly dị hả? Dạ, cưới nhau được 2 năm. 3 năm rưỡi. Gần như là năm nào cũng có chuyện muốn ly dị hết trơn á. Mà lý do gì mà dẫn đến cái chuyện mà phải ly dị? Đợt đó là ảnh dụ em đi Singapore chơi. Dụ em? Nghe ảnh hỏi thích mua này không, thích mua kia không, thích que cho đã. Rồi đến lúc về chị vượt gấp đôi cái số tiền dự trù ban đầu. Rồi ảnh kêu em phụ hùm vô để trả cái phần dư đó. Hôm đó là Duy đã phạm một cái gọi là một cái quy tắc của gia đình là quá nặng đúng không? Gấp đôi dự trù. Dạ. Và sau đó thì bắt Dương phải hùng cho nên là bực bội. Ảnh không phải ép là em phải bỏ ra. Nhưng mà cái cách nói của ảnh làm cho mình cảm thấy mình thật là độc ác. Nghĩa là tự nhiên là người ta đưa mình vô cái thế mình trở thành người độc ác, trở thành người quá kỳ bo. Chịu không được là chia tay đó. Thì con mới phản ứng lại, ảnh lại tự ái lên. Thành ra là mình ủa lỗi tại mình nè. Đó. Trong khi là lỗi đâu phải tại mình đâu. Nếu cô không hỗ trợ thì tự tôi lo một mình. Đúng không? Sau cú đó là vài ba ngày sau á là cứ chiến tranh lạnh, không có nhìn mặt nhau, nó dồn đi. Thì em ly dị đơn đau lót trên mạng về cưới sẵn. Có ký không con? Dạ, ảnh được cái là ảnh vừa đấm vừa xoa đó. Ngay buổi sáng vậy á, cái buổi chiều con dọn đồ về nhà con rồi thì ảnh lại có vé xem phim hay là có một cái gì đó quyến rũ con. Thế là lại hết giận. Có lần nào mà cũng đòi ly dị đó không? Dạ nữa. Còn trước khi là con quyết định sanh là ảnh cho con thấy là ảnh rất là yêu em bé này kia đủ thứ. Ảnh năn nỉ con là có em bé này kia ảnh chăm hết để cho con yên tâm đi làm. Khi mà có em bé rồi á thì không được 100%. Tại vì con lo việc gia đình, con lo luôn cho Thùy Dương. Tại vì Dương này là mê công việc, bỏ ăn bỏ uống, con vừa lo cho em bé. Công việc của con nó vào mùa, con cũng hơi bị quá sức. Một ngày con ngủ có 2-3 tiếng hồ. Thì con nói em ơi em bớt chút thời gian, em bớt làm lại để hỗ trợ anh không con. Rồi phạm vào cái điều cấm kỵ không lại hỗ trợ nữa. Thế là ly dị. Thế rồi bây giờ ở Dương có mong muốn Duy thay đổi gì không? Muốn ảnh đừng thay đổi, ảnh trở lại giống như hồi xưa á, ngoan hiền nghe lời em. Bây giờ là Duy mong muốn ở Dương điều gì? Hẳn hắn luôn đó, có gì hỗ trợ nhiều anh? Quá không biết nói như thế nào. Nhiều quá không biết câu nào trước câu nào sau. Em phải luôn luôn hỗ trợ anh. Bây giờ cô nói nghe nè, cái chuyện mà Dương mà muốn Duy á giống y như hồi mà tụi con yêu nhau á là cô nghĩ rằng nó là một cái gì đó hết sức là bất khả thi. Cô nói thiệt, mặc dù tụi con có quá trình yêu nhau rất là lâu, thế nhưng trong cái cuộc sống vợ chồng hôn nhân nó phải có sự thay đổi. Thay đổi đây không phải là thay đổi về bản chất con người, mà thay đổi do cái môi trường nó có những cái khác đi. Ví dụ như là tụi con có một em bé, bản thân con khi mình đã là mẹ rồi, là vợ rồi, mình cũng không thể nào như ngày xưa được nữa. Mình phải sẽ chia cái công việc của mình. Thời điểm này con vẫn bo vô sự nghiệp của con là không được. Con phải dành thời gian cho con của con là thứ nhất. Thứ hai là cho chồng, cho gia đình, sau đó mới là công việc. Đó là cái kinh nghiệm của cô. Cô mong rằng là xong chương trình này thì con sẽ suy nghĩ cái kinh nghiệm mà cô sẽ chia với con. Bởi vì có được người chồng như vậy là bị hiếm đó nha. Tiền có ga nữa đó nha. Cảm ơn cô nhiều.